Chào mừng tất cả các con đã đến với tiết học toàn lớp 4, bộ sách cánh diều của trang web lời giải hay.com. Và trong video ngày hôm nay thì chúng mình sẽ cùng với cô tìm hiểu bài 58, tính chất cơ bản của phân số. Giờ chúng ta sẽ quan sát cho cô vào tình huống đầu tiên. Bạn Nam nói gì đấy ạ? Hãy so sánh phần đã tô màu của hai băng giấy. Ở đây con thấy rằng phần đã tô màu của hai băng giấy thì bằng nhau. Đúng nào. Độ dài của hai băng giấy cũng bằng nhau. Băng giấy thứ nhất thì đã tô màu 2/3 băng giấy này. Băng giấy thứ hai đã tô màu 4/6 băng giấy. Như vậy chúng mình sẽ nói 2/3 băng giấy bằng 4/6 băng giấy. Vậy 2/3 bằng 4/6. Bài học ngày hôm nay chúng mình sẽ thực hiện cách tìm hai phân số bằng nhau nhanh hơn mà chúng ta không cần được vẽ hình nhé. Ở đây cô sẽ có nhận xét như sau. 2 phần 3 thì sẽ bằng cô nhân cả tử số và mẫu số với số 2. Tử này con lấy 2 x 2. Mẫu chúng ta cũng lấy 2 x 2. Đúng không? Thì chúng ta sẽ được phân số mới là bao nhiêu đây ạ? 4 x 6. Hoặc với phân số 4 x 6, cô chia cả tử số và mẫu số cho số 2. 4 chia 2 sẽ bằng 2. 6 chia 2 thì sẽ bằng 3. Như vậy 4 phần 6 bằng 2 phần 3. Rồi từ đó chúng ta sẽ có cho cô tính chất cơ bản của phân số. Chúng mình sẽ có hai tính chất. Tính chất số 1. Nếu nhân cả tử số và mẫu số của một phân số với cùng một số tự nhiên khác không, thì ta sẽ được một phân số bằng phân số đã cho. Tính chất thứ hai, nếu cả tử số và mẫu số của một phân số cùng chia hết cho một số tự nhiên khác không, thì sau khi chia, ta sẽ được một phân số bằng phân số đã cho. Cô lấy ví dụ, với phân số 3 phần 4, cô nhân cả tử và mẫu với 5. Cô được phân số mới là 15 phần 20, và chắc chắn là phân số này sẽ bằng phân số 3 phần 4, được chưa ạ? Hoặc là với phân số 15 phần 20, cô sẽ thực hiện chia cả tử và mẫu cho 5 thì chúng mình sẽ được phân số mới là 3 phần 4. Và phân số này cũng sẽ bằng phân số 15 phần 20. Rồi đó là phần lý thuyết trong tiết học ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng với cô chuyển sang phần bài tập nào. Đề bài của bài tập số 1 yêu cầu con hãy điền số thích hợp vào các ô trống còn thiếu. Với A nhỏ, chúng ta sẽ áp dụng cho cô tính chất cơ bản của phân số, đó là nếu mà con nhân cả tử số và mẫu số của một phân số với cùng một số tự nhiên khác không thì chúng ta sẽ được một phân số bằng phân số đã cho. Đúng chưa ạ? Rồi đầu tiên, 3 phần 5 sẽ bằng cô nhân cả tử và mẫu với số 4 này. Thì chúng mình sẽ được một phân số mới là bao nhiêu đây ạ? 3 x 4 bằng 12. mẫu sẽ là 5 x 4 bằng 20. Rồi như vậy phân số 3 x 5 bằng 12 x 20. Tương tự 2 x 7, cô nhân cả tử và mẫu với số mấy đấy ạ? Quan sát cho cô này, ở mẫu thì đề bài đã nhân với 3 rồi, đúng không? Như vậy ở tử chúng mình cũng sẽ phải nhân với số 3. Rồi cô sẽ có là bằng 2 x 3 trên 7 x 3. 2 x 3 bằng 6 này. 7 x 3 bằng 21. Ý B nào? Ý B thì chúng ta sẽ áp dụng cho cô tính chất. Nếu như cả tử số và mẫu số của một phân số cùng chia hết cho một số tự nhiên khác không, thì sau khi chia, ta sẽ được một phân số bằng phân số đã cho. Ở đây cô sẽ có phân số 9 phần 12. Cô thực hiện chia cả tử và mẫu cho số 3. Chúng mình sẽ được phân số mới là 9 chia 3 thì bằng 3 này. 12 chia 3 thì bằng 4. Cô có phân số 3 phần 4. 18 phần 24 thì cô sẽ thực hiện chia cả tử và mẫu cho mấy đấy ạ? Ở tử thì đã chia cho 6 rồi. Như vậy ở mẫu cũng sẽ phải chia cho 6, đúng không? 18 chia 6 được 3. 24 chia 6 được 4. Đó là bài tập số 1. Con chuyển cho cô sang bài tập số 2 nào. Ở bài tập số 2, đề bài cũng yêu cầu con điền số thích hợp vào các ô trống. Chúng mình cũng sẽ thực hiện áp dụng cho cô các tính chất cơ bản của phép nhân. Rồi với ý đầu tiên nào. Cô có phân số 2 phần 5. Sẽ bằng 4 phần mấy đây ạ? Chúng mình kiểm tra cho cô nhé. Con sẽ lấy phân số 2 phần 5, nhân cả tử và mẫu của phân số này với mấy nhỉ? 2 nhân mấy để bằng 4 đây ạ? À? 2 x 2 sẽ bằng 4, đúng không? Khi mà trên tử nhân 2 thì dưới mẫu cũng sẽ phải nhân với 2. 2 x 2 bằng 4, 5 x 2 thì sẽ bằng 10. Rồi tiếp tục chúng mình sẽ có bằng bao nhiêu? trên 20 này. Ở mẫu là 20. Con kiểm tra cho cô xem 5 nhân mấy sẽ bằng 20 đây ạ. À 5 nhân 4 bằng 20. Dưới mẫu nhân 4 thì trên tử cũng sẽ phải nhân 4. 2 nhân 4 bằng 8. Tiếp tục phân số 6/18 nào. Ở đây chúng ta sẽ áp dụng cho cô tính chất là chia nhé. Chia cả tử và mẫu cho mấy nhỉ? 6 chia 2 thì sẽ bằng 3. Ở dưới mẫu cũng sẽ phải chia cho 2. Cô lấy 18 chia 2 bằng 9. Rồi tiếp tục bằng trên tử là 1 này. 6 chia 6 thì sẽ được 1. Đúng chưa? Như vậy 18 cũng sẽ phải chia 6. 18 chia 6 thì cô được 3. Ý tiếp theo là phân số 3 phần 4. Ở đây chúng ta sẽ thực hiện nhân cho cô. Mẫu số là 8. 4 x 2 thì bằng 8. Vậy ở tử cũng sẽ phải nhân 2. Cô có 3 x 2 bằng 6. Tiếp tục, 3 x 3 thì bằng 9. Ở dưới mẫu chúng ta cũng sẽ thực hiện nhân 3 cho cô. 4 x 3 bằng 12. Rồi cuối cùng là phân số 8 x 24. Chúng mình sẽ thực hiện chia cho cô nhé. Ở dưới mẫu của cô là 6 này. 24 chia 4 thì được 6. Vậy trên tử cũng sẽ phải thực hiện chia 4. 8 chia 4 bằng 2. Trên tử là 1. Cô có 8 chia 8 bằng 1. Vậy dưới mẫu chúng ta sẽ có 24 chia 8 bằng 3. Đúng chưa nào? Tiếp tục con chuyển cho cô sang bài số 3. Chọn phân số bằng phân số đã cho. À đây chúng ta có những quả bóng rổ này. 13 phần 26, 10 phần 20, 5 phần 15, 13 phần 39, 7 phần 14 và 12 phần 36. Con thấy rằng à, có hai chiếc rổ. Một chiếc rổ là 1 phần 3, còn một bên là 1 phần 2. Bây giờ chúng ta sẽ chọn cho cô những quả bóng thích hợp tương ứng với những chiếc rổ đó. Đúng không? Áp dụng cho cô tính chất cơ bản của phân số. Để chọn phân số bằng với phân số đã cho. Rồi chúng mình sẽ kiểm tra lần lượt cho cô những phân số trong từng quả bóng. Quả bóng đầu tiên cô có phân số 13 phần 26 nào. Với phân số này cô sẽ thực hiện chia cả tử và mẫu cho 13. Sẽ bằng 13 chia 13 trên 26 chia 13. Cô được phân số mới bằng 1 phần 2. À vậy có bóng này chúng ta sẽ chọn cho chiếc rổ này đúng không? Lát nữa chúng mình sẽ liệt kê sau nhé. Rồi tiếp tục có bóng thứ hai nào. 10 phần 20. Cô chia cả tử và mẫu của phân số này cho số 10. cô được phân số mới bằng 1 phần 2. Tiếp tục quả bóng thứ 3, 5 phần 15. Cô chia cả tử và mẫu của phân số này cho số 5. Cô sẽ được phân số mới là 1 phần 3. Rồi quả bóng trên tay của bạn mặc áo xanh nào. 13 phần 39. Cô chia cả tử và mẫu của phân số này cho số 13. Thì chúng mình sẽ được phân số mới là 1 phần 3. Rồi tiếp tục chúng ta còn hai quả bóng nữa nhé. 7 phần 14. À, phân số này chia cả từ và mẫu cho 7. Thì chúng ta sẽ có phân số mới là 1 phần 2. Rồi, quả bóng cuối cùng nào. 12 phần 36. Chúng ta sẽ chia cả tử và mẫu cho 12. Cô được phân số mới là 1 phần 3. Rồi như vậy chúng ta sẽ có kết luận cho cô. Các phân số bằng phân số 1 phần 3 là Nào chúng mình có những phân số nào bằng phân số 1/3 đây ạ? Cô sẽ liệt kê ở số dòng nhé. Rồi phân số đầu tiên nào. 5/15. Phân số thứ hai là 13/39. Và phân số cuối cùng là 12 phần 36. Tiếp tục chúng mình sẽ liệt kê cho cô các phân số bằng phân số 1 phần 2. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ liệt kê cho cô nào các phân số bằng phân số 1 phần 2 là Mình có những phân số nào đây ạ? Phân số đầu tiên là 13 phần 26. Phân số thứ hai là 10 phần 20. Và phân số cuối cùng là 7 phần 14. Được chưa nào? Rồi con chuyển cho cô sang bài tập số 4. Long và Châu đều nói rằng đã tô màu vào 2 phần 3 hình vuông. Theo con thì hai bạn nói có đúng hay không? Và vì sao? À như vậy muốn biết được thì chúng ta bước 1 này con sẽ phải viết cho cô phân số chỉ phần đã tô màu của mỗi bạn. Bước 2 chúng ta sẽ áp dụng cho cô tính chất cơ bản của phân số. Và cuối cùng là đi đến bước kết luận. Được chưa ạ? Rồi bài số 4. Đầu tiên chúng mình sẽ tìm cho cô phân số chỉ số phần đã tô màu của long là. Nào các bạn quan sát cho cô. Hình vuông của bạn Long thì được chia thành 9 ô bằng nhau, 9 phần bằng nhau, đúng không? Bạn đã tô màu mấy phần đây ạ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đã tô màu 6 phần. Thì đó phân số chỉ số phần đã tô màu của Long sẽ là 6 phần 9. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tìm cho cô phân số chỉ số phần đã tô màu của Châu. Hình của bạn Châu thì được chia thành 3 phần bằng nhau và bạn đã tô màu 2 phần. Khi đó phân số chỉ số phần đã tô màu của Châu sẽ là 2 phần 3. Rồi bây giờ chúng mình sẽ kiểm tra cho cô xem là hai phân số này có bằng nhau hay không. Nếu như hai phân số này bằng nhau thì chúng mình sẽ kết luận được rằng Long và Châu đều đã tô màu vào 2 phần 3 hình vuông. Bạn Châu thì đã tô màu 2 phần 3 hình vuông rồi. Còn bạn Long thì sao? Chúng ta sẽ áp dụng cho cô tính chất cơ bản của phân số. Đó là nếu như con lấy cả tử và mẫu số của một phân số chia cho một số tự nhiên khác không, thì chúng mình sẽ được một phân số bằng phân số đã cho. Đúng không nhỉ? Rồi. Cô sẽ có phân số 6 phần 9 Cả tử và mẫu của phân số này thì đều chia hết cho 3. Khi chia cho 3 thì cô sẽ được phân số mới là 2 phần 3. Đúng chưa? Vậy nên Long và Châu đều đã tô màu vào 2 phần 3 hình vuông. Vậy hai bạn nói đúng. Rồi, tiếp tục con chuyển cho cô sang bài số 5 nào. Bài số 5 yêu cầu con tìm phân số chỉ số phần bánh đã lấy đi của mỗi hình vẽ sau theo mẫu. Với hình đầu tiên nào, chúng sẽ quan sát nhé, ở đây cô có tất cả là 3 hình. Hình đầu tiên con thấy là Ban đầu sẽ có tất cả là 12 chiếc bánh, đúng không? Đã bị lấy đi 9 chiếc bánh. Vậy nên số phân số chỉ số phần bánh đã lấy đi sẽ là 9 phần 12. Và phân số này thì bằng 3 phần 4. Vì sao nhỉ? À vì cô thực hiện chia cả tử và mẫu của phân số này cho 3, đúng không? 9 chia 3 bằng 3. 12 chia 3 bằng 4. Tương tự như vậy, chúng mình sẽ thực hiện cho cô với hình số 2 nào cô có hình 2 này. Hình 2 con thấy rằng khay bánh ban đầu của cô sẽ có tất cả là 8 chiếc đúng không? Khay ban đầu sẽ có 8 miếng bánh này. Đã bị lấy đi mất 6 miếng rồi. Thế như vậy, đã bị lấy đi 6 phần 8 số phần bánh. Rồi chúng mình sẽ có phân số 6 phần 8 sẽ bằng bao nhiêu đây ạ? 6/8, hai số này thì đều chia hết cho chia hết cho 2. 6 chia 2 bằng 3. 8 chia 2 bằng 4. Vậy 6/8 bằng 3/4. Tương tự như vậy, cô có hình số 3. 8 phần 12. À, ban đầu là chúng mình sẽ có tất cả là 12 miếng bánh. 8 miếng bánh đã bị lấy đi. Vậy nên phân số chỉ số phần bánh đã lấy đi của hình này sẽ là 8 phần 12. Và chúng mình sẽ kiểm tra xem là 8 và 12 thì đều chết cho số mấy đây ạ? Đều chết cho... chết cho 4, đúng không? 8 chia 4 bằng 2. 12 chia 4 bằng 3. Vậy 8 phần 12 bằng 2 phần 3. Đúng chưa nhỉ? Như vậy là cô trò chúng mình đã cùng nhau thực hiện xong bài tập số 5 rồi. Và đây cũng là bài tập cuối cùng trong tiết học ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các con trong các video tiếp theo. Cô chào tất cả các con.